Xin chào các bạn đến phần giới thiệu sản phẩm của Totolin. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm Totolin EX750. Đây là một thiết bị dùng để mở rộng sóng Wi-Fi, hoạt động trên cả hai băng tần, là băng tần 2.4 và băng tần 5. Đây là thiết bị có đại sóng chuẩn AC. Giống như cái hình đằng sau sản phẩm các bạn có thể thấy ở đây, sẽ có hai nút WBS, một nút ở tần số 2.4 và một nút ở tần số 5. Thì nút WBS này sẽ giúp cho các bạn connect với router chính và kết nối sóng Wi-Fi một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Trên router chính các bạn chỉ cần nhấn nút WBS, và tương tự trên thiết bị EX750 các bạn sẽ bấm nút WBS ở tần số 2.4 hoặc là tần số 5, tùy thuộc vào phát sóng của Wi-Fi chính. Và sau khi đã connect với nhau thì con EX750 sẽ có thể khuếch đại lại sóng Wi-Fi và các thiết bị khác có thể sử dụng được. Bây giờ chúng ta cùng quy cái thiết bị ra để xem bên trong. Như các sản phẩm khác thì có một cuốn hướng dẫn sử dụng và một cuốn catalog của các sản phẩm Totolin, kèm theo là một cọng dây mạng. Và đây là thiết bị chính của chúng ta, EX750. Điều ấn tượng đầu tiên khi các bạn nhìn vào thiết bị đó là hai anten dài 5 dBi. Với hai anten này sẽ giúp cho độ bắt sóng và độ phát sóng lại sẽ được ổn định và mạnh mẽ hơn. Và trên thiết bị sẽ có một dàn đèn LED để hiển thị các trạng thái của thiết bị. Và đây là hai nút nhấn WBS ở tần số 2.4 và tần số 5. Và đằng sau thiết bị có một cổng LAN với tốc độ 10/100. Cổng LAN này có hai tác dụng. Thứ nhất, có thể các bạn sử dụng cổng LAN này chấp nguồn internet vào đó và để phát sóng Wi-Fi lại. Khi đó EX750 sẽ hoạt động như là một access point. Và thứ hai, nếu các bạn dùng EX200 để làm một thiết bị để khuếch tán sóng Wi-Fi thì một LAN này sẽ cấp lại tín hiệu internet cho các thiết bị có dây như là Smart TV hay là Smart Box. Và bên hông thiết bị các bạn có thể thấy sẽ có một nút Reset, kế đến là một công tắc nguồn On Off để giúp cho các bạn tiện công việc bật tắt mà không cần phải rút ra khỏi ổ điện. Và thiết bị được trang bị dùng nguồn điện trực tiếp 220V, cho nên các bạn rất thuận tiện để di chuyển thiết bị này đi khắp nhà của các bạn. Thiết bị còn có một đặc tính rất đặc biệt, đó là việc phát sóng chéo. Phát sóng chéo có nghĩa là thiết bị nhận sóng của tần số 2.4, nhưng khi phát lại thì có thể phát ra tần số 2.4 và cả tần số 5. Và ngược lại, thiết bị có thể nhận được tần số 5 và phát lại ở tần số 2.4 và 5. Phần giới thiệu sản phẩm đến đây xin hết. Xin hẹn các bạn ở các phần giới thiệu các sản phẩm khác.